được gặp lại với các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem được những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề. Jacob, he's dying. Let me attend to him. The Lord is your guardian, your protective shade at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor moon by night. The Lord guard your soul from all evil. The Lord guard your going and coming, from now to all time. Keep pressure on the wound. Prepare him. Jacob đang bị thương. Đây có phải Jacob không nhỉ? Jacob, you were shot. Jonah. You are him, aren't you? The deathless prophet. I can feel pain. I can be hurt. I am human. Save for a human ending. And the divine source? Something I found long ago. It is real and deeply powerful. But it is not divine. So you've lied to them for generations. I'm not proud of it. But I did it to protect them. I once used the source to grant my armies their long lives. But it was a terrible mistake. The ones I saw in the archive. When enemies attacked Katesh, the Deathless Ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed. But they committed an atrocity to keep the power. And so will Trinity. But on a much larger scale. That's not you. The man I've come to know would never harm his people. Don't you see? All of this is my doing. And it must finally come to an end. Father! They're on the move. They're going to brute force their way into the ice. Then we've already lost. No. There has to be a way to stop them. Jacob, the map showed a secret entrance into the city. Path of the Deathless. But it's too dangerous. We're running out of time. You know I can't give up now. If we can delay Trinity, that might just give us a chance. I will take our forces and attack them on the ice. Then it's time. Open the path. When you're ready, the entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. Ok, chào các bạn đã đến với tập tiếp theo của Rise of the Tomb Raider. Thì mình sẽ đi tiếp một cái tập tiếp theo. Thì các bạn đã biết tập trước thì bọn... À, cái này phải sử dụng cái dao để đập ra. Các bạn cũng đã biết là Sophia là con gái của Jacob, phải không ạ? Rồi, mình sẽ nhảy qua nào. Trời ơi, suýt ngã. À, có cái gì ở đây? Mình
mình sẽ tường thuật theo cái lời của mình ấy, để rằng mình sẽ không theo cái cốt truyện ấy cho nó thấy cái thú vị. Rồi đây nấm độc này, nấm độc để chế tên đủ đầy rồi. Mình sẽ nhặt hết đồ. Đầy rồi. À, có bán chữa đây này. Mình sẽ xử lý cái đồ nào. I just have to catch my breath for a moment. This place, Katesh, Jacob, the deathless ones. I've been running so fast for so long, I haven't stopped to acknowledge the simple fact that all of this is real. A part of me can't believe it. But I know Jacob was telling the truth. Whatever made him is here, and I'm going to find it before Trinity. I only wish Dad was alive to share in this discovery. Thay bộ thứ hai. Jacob, I'm heading in. What will I find down here? My people haven't been down there since we sealed it off, centuries ago. But it should be safe, at least until you make it past the orrery. Was it part of the observatory? It was built by my astronomers, before the Deathless buried the old city. You'll need to use it to open the entrance to Katesh. City. Hmm.
extraordinary. That Let's see how this thing works. Looks like I can pull that into place. Chúng ta sẽ phải ngồi lỗi đi. Nó nhảy qua kia. Cô đỗ à, trèo bên tường kia được không này nhỉ? Bên này đúng không? Chắc là bên này. Trời ơi. Got to get that into the right position. Đi lên này, cái này phải nó phải đi lên các bạn. Cái này nữa. Sao nó có hai cái hòn ở đây nhờ? Chưa được. Có đố này. Có đố này. Chưa có hồi kết. Có đố này chưa kết thúc nha. À cái này sẽ qua. Ok. Lúc nãy mình vào cái bảng kia là có mục đích. Cái bảng kia là có mục đích của nó mà. Phải không? Đấy, cái bán này là có mục đích lúc nãy mình.
locked. Just have to disengage the mechanism. Cái này đầy quá. There's another lock on the other side. Jacob's people were ahead of their time. Watch your step, Lara. Oh my god.
Congratulations, Lara. Now! Rồi chúng ta xem lại cái vòng tròn này đi. Đấy, bán đạo luôn. Cô đố đó lại thôi. This codex details the archery techniques of the foes of the Byzantine Empire. Tăng số tên bắn nhanh. The old city's close. Lara, we're on the mountain above the glacier. Lara, we're on the mountain above the glacier. Can you see Trinity? Yes, they're beginning their operation. I'm entering the old city now. Listen, Sophia, don't attack them too soon. We'll give it some time. I'll contact you again soon. Trắng rồi.
Prendi una fotopalla mobiliare, va di un'università di Anipoli e chita chi non si vede tutti i poli che da parte degli poli vedo e ma con il sole ora qui si è. Bằng tạm cái gì đi về là bị thế là bị bịt phôi phá là như bịt gì có số gì thế số gì thế thế mà thế trời nên có nhiều kỹ năng nào nhiều. Rồi, đã đổi quân phục xong. Bây giờ mình sẽ đi tiếp này. Thank you.
À, trượt qua kia nhỉ. Trời ơi, nhầm đường. Thank you.
Scontastati! For a year, I have ridden with. Có cái gì đây? This is particularly odd. Has elements of sin. Bức tượng này. King in. Lara, they're going to break through the ice any minute. Đội của Sophia. Do you think you can stop them? À, đội của Sophia nó đang đợi kia. Còn đội của Trinity là đang đợi kia. The Chamber of Souls. The Divine Source has to be there. Looks like the way into the city center is through that gate. Rồi. Chúng ta qua chào như thế nào? I don't know what I expected an immortal being to be like, but Jacob seems so human. The things he must have seen over the years, all that experience and knowledge, it's difficult to fathom, and yet. He lied to his own people for generations, all for the sake of this secret. What wonders will be unlocked with the Divine Source? Will humans finally understand the true nature of the soul? Or will it unlock some extraordinary new scientific discovery? One thing is certain. It's too important to allow Trinity to control. I have failed. Okay.
mình thời gian mình chạy cái này nó cũng khá lâu rồi. Mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây. Các bạn nhớ theo dõi cái tập tiếp theo của Rise of Thunder. Ok, chào các bạn.